Để phát triển con giống Madam Thái Lan thì đương nhiên là tìm đến một trang trại uy tín và cung cấp cho con một con giống chuẩn. Thì cái đấy cũng là một cái bà con đang đặt câu hỏi đối với những cuộc điện thoại mà tôi đã nghe gần đây. Trên tay tôi là một con giống Madam Thái Lan hiện nay đã sinh sản được một lứa. Đây bà con nhìn thấy đây, đã sinh sản được một lứa. Cái tập tính của con giống Madam Thái Lan thì bà con chỉ cần nhìn qua là bà con có thể biết được. Rất nhiều bà con thì khi muốn bắt tay vào chăn nuôi con giống Madam Thái Lan thì luôn luôn đặt câu hỏi là con giúi nó mang lại kinh tế có cao không và giá con giúi có đắt không. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với bà con đối với con giống Madam Thái Lan. Nông thôn làm giàu, xin chào bà con. Chăn nuôi giúi má đào Thái Lan đang là một nghề mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Giúi má đào được biết đến là loài động vật có giá trị kinh tế cao, là đặc sản rất được các thực khách ưa chuộng trong các nhà hàng khách sạn sang trọng. Tuy chăn nuôi giúi được cho là đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Nếu bà con muốn chăn nuôi đạt được hiệu quả cao và sớm có thu nhập ổn định thì bắt buộc bà con cần phải nắm được những kỹ thuật chăn nuôi cơ bản sau đây, được chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Hiểu, có địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, người đã có nhiều năm nhân nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung, nuôi giúi má đào Thái Lan nói riêng. Hiện tại, anh Hiểu đang sở hữu một chuỗi trang trại chăn nuôi được trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài ra trong video này, anh Hiểu sẽ công khai giá giúi giống mới nhất để bà con tham khảo. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin chào bà con. Chắc bà con không lạ gì tôi, một trong những người tiên phong đi đầu chăn nuôi con động vật hoang dã. Hiện nay, sau khi nhiều năm phát triển và nhân giống con động vật hoang dã như con chồn hương, con chồn mốc và con giòn, con giúi má đào Thái Lan và giúi mốc đại Trung Quốc, thì tôi đã phát triển được rất nhiều các trang trại trải dài từ Bắc và tận trong miền Nam. Thì hôm nay tôi cũng muốn lên đây và chia sẻ những kinh nghiệm để chăn nuôi con động vật hoang dã đến với những bà con đang muốn chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Hiện nay thì rất nhiều bà con còn đang tìm xem nuôi một con động vật gì, thứ nhất là đem lại kinh tế cao, thứ hai là đầu ra ổn định và cái nguồn thức ăn có thể là dễ kiếm và tốn ít chi phí. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con là con giúi má đào Thái Lan, một trong những con động vật đang mang lại kinh tế rất cao và có cái đầu ra đang rất là ổn định và chi phí cho những con giúi ăn nó rất là thấp. Chẳng hạn như đối với con giúi nó chỉ ăn chủ yếu như là mía, đây bà con thấy đây mía đây, và thức ăn chủ yếu chính là tre nữa và ngô tươi. Đấy là những cái nguyên liệu thức ăn tôi đang sử dụng để cho con giúi má đào Thái Lan ăn. Làm sao tôi lại mở nhiều những trang trại trải dài từ Bắc vào Nam? Thứ nhất, để cung ứng đến những bà con những con giống gần nhất, bà con có thể đến thực tế nhất đối với trại tôi để bà con nhìn thực tế và sờ thực tế con giống. Thì hiện nay trong miền Nam tôi đã có một trang trại tại Bình Thủy, Cần Thơ. Ở phía Hà Nội thì tôi có một trang trại ở An Cốc, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Tôi có một trang trại ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Và hiện nay tôi đang đứng đây là tại trại Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội, nơi tôi đang nhân giống và phát triển con giúi má đào Thái Lan. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi sau 3 năm chăn nuôi để đến với bà con, để giúp bà con nắm rõ được cái kinh nghiệm để khi bà con phát triển tránh hao hụt và xảy ra những cái rủi ro không đáng có khi chăn nuôi. Anh Hiểu chia sẻ, bước đầu tiên để chăn nuôi con giúi má đào Thái Lan này thì bà con cần phải có được chuồng trại nuôi nhốt ổn định. Giúi là loài có khả năng nhanh thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết khắc nghiệt như mấy năm trở lại đây, khi mà nền nhiệt độ quá nóng vào mùa hè và rét đậm rét hại vào mùa đông thì giúi vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vậy nên khi làm chuồng trại, bà con nên lắp đặt các thiết bị chống chọi với các điều kiện thời tiết phù hợp để đàn giúi của bà con luôn được khỏe mạnh. Còn đối với các ô chuồng nuôi nhốt giúi thì bà con có thể tham khảo cách làm chuồng nuôi tại trại anh Hiểu ngay sau đây. Để bắt tay vào nuôi một con vật gì cũng thế, đương nhiên cái khâu chuồng trại bà con phải thiết kế, thứ nhất làm sao cho ổn định, dù có tận dụng hay là làm mới thì bà con cũng phải thiết kế cho tôi đúng theo cái quy chuẩn để chăn nuôi. Đối với cái chuồng trại để phát triển con giúi má đào Thái Lan thì bà con cần lắm được cho tôi hai cái yếu tố, đó là về mùa đông thì chuồng trại phải kín đáo và ấm áp, còn về mùa hè thì phải thoáng mát. Đối với con giúi thì cái nhiệt độ ở mùa hè thì thường thường giúi sẽ chịu đựng ở nhiệt độ từ 28 đến 32 độ là nhiệt độ hợp lý. Còn về mùa đông thì con giúi sẽ chịu được cái độ lạnh nó chỉ từ độ 18 độ. Nếu mà khi xuống sâu bà con có thể phải tắt những cái đèn sưởi để giúp cho giúi nó ổn định hơn.
Về mùa đông, khi thời tiết nó xuống sâu, bà con có thể đóng hết những cái cửa lại, hoặc có thể bà con dùng đến những cái đèn sưởi bà con thắp để giúp cho cái nhiệt độ nó ổn định. Thì còn đối với mùa hè, cái khí hậu nó có thể là rất là nóng đối với miền Bắc hoặc đối với ở đâu cũng thế. Nên khi bà con thiết kế chuồng trại, bà con có thể chạy cho tôi những cái quạt trần, hoặc bà con có thể chạy cái dàn nước mát ở trên, hoặc bà con có thể dùng những cái quạt điều hòa. Những cái quạt đấy nó cũng rất là thoáng, là mát, giúp cho cái chuồng rúi nó có một cái nhiệt độ ổn định. Nếu như khi bà con để cái chuồng rúi nó quá nóng thì có thể dẫn đến là rúi có thể là kém ăn, bỏ ăn, hoặc là dẫn đến rúi nặng hơn, có thể bị sốc nhiệt. Như thế thì nó rất là gây ảnh hưởng đến cái quá trình chăn nuôi bà con và hao hụt cái kinh tế của bà con. Khi triển khai ghép chuồng rúi, bà con có thể ra các đại lý, bà con mua những cái gạch lỗi, gạch loại để tiết kiệm chi phí. Và đối với rúi ma đào Thái Lan thì nó có cái trọng lượng rất là lớn, nó có thể đạt từ 6 đến 7 cân. Nên khi bà con ghép chuồng, bà con nên dùng cái loại gạch là 60-60 để giúp rúi nó không leo ra được. Thì khi ghép chuồng thì bà con thể ghép cho tôi cách mặt đất, thứ nhất là từ 10 phân đến 15 phân để tránh tình trạng nó lồm ẩm, nó bốc lên, nó sẽ gây cái ảnh hưởng cho cái bệnh ngoài da cho con rúi. Khi bà con ghép chuồng thì bà con có thể sử dụng những cái keo silicone A500, bà con thể gắn và bà con gắn vào các góc cạnh. Cái keo đấy nó rất là chắc và nó rất là rẻ, nó tiết kiệm chi phí cho bà con. Khi bà con ghép chuồng thì bà con lưu ý thì bà con ghép nhiều những cái mẫu ô chuồng ra để tiện cho những cái việc, thứ nhất là ghép đôi và sinh sản, hoặc là trong cái giai đoạn nó đang từ nhỏ lên mà bà con có thể rút tập trung. Đối với những cái ô chuồng tập trung thì bà con có thể là ghép những ô chuồng 1m2 1m2, còn đối với những cái ô chuồng mà có thể là ghép đôi, bà con có thể ghép là 60 1m2, còn đối với những cái ô chuồng mà sinh sản thì bà con nên ghép những cái ô chuồng 60 60. Còn với những cái ô chuồng thương phẩm, bà con có thể ghép nhỏ hơn, có thể ghép từ 30-60 cũng được, hoặc là bà con có thể chia ra nó vừa phải để giúp cho rúi nó ít vận động và khi bà con nuôi nó sẽ tăng cân nhanh và giảm cái tháng cho bà con. Bước tiếp theo mà anh Hưu muốn chia sẻ tới quý bà con, đó là bà con cần phải tìm hiểu thật kỹ và đến trực tiếp các trang trại rúi sinh sản lớn uy tín, vì chỉ ở đấy bà con mới chọn được những con giống chuẩn và thuần chủng. Và cùng với đó, bà con sẽ được chủ trại chia sẻ những kỹ thuật cần thiết để phát triển được con rúi một cách tốt nhất. Để phát triển con rúi ma đào Thái Lan thì đương nhiên là tìm đến một trang trại uy tín và cung cấp cho bà con một con giống chuẩn. Thì cái đấy cũng là một cái bà con đang đặt câu hỏi đối với những cuộc điện thoại mà tôi đã nghe gần đây. Thì đối với trang trại tôi thì hiện nay đang phát triển, đó là chính là rúi giống ma đào Thái Lan, giống rất là to. Đây, như bà con nhìn thấy đây, trên tay tôi là một con rúi ma đào Thái Lan, hiện nay đã sinh sản được một lứa. Đây, bà con nhìn thấy đây, đã sinh sản được một lứa. Cái tập tính của con rúi ma đào Thái Lan thì bà con chỉ cần nhìn qua là bà con có thể biết được, nó chính là rất hiền lành và ôm bế thoải mái. Đây, bà con nhìn thấy trên tay tôi đây là một con rúi ma đào Thái Lan đây. Đấy, bà con có thể sờ vào mồm rúi không cắn. Đây là cái cách nhận biết rất đơn giản của con rúi ma đào Thái Lan. Đây, hai bên má nó sẽ là có cái màu như hai hình trái đào này, ửng hồng này. Đấy, và mõm ngắn, mình dài và trọng lượng rất là lớn, đặc biệt là hiền lành ôm bế. Khi bà con tìm được những trang trại uy tín, thứ nhất người ta cung cấp cho con giống chuẩn. Thứ hai là bên trang trại người ta chuyên sâu về kỹ thuật và người ta theo sát bà con trong quá trình bà con chăn nuôi. Khi bà con các bước đầu của bà con thì lúc đó tỷ lệ bà con thành công rất là cao. Mà còn khi bà con thứ nhất là chọn phải những cái trang trại không uy tín, thứ nhất là cung cấp cho bà con những con giống thứ nhất là không đạt chất lượng, cộng thêm là cái trình độ người ta không chuyên sâu, người ta chỉ là những cái người người ta buôn qua tay, người ta lãi một vài trăm nghìn, thì đương nhiên người ta cái kỹ thuật người ta sẽ không có và không thể chỉ hết ra được những cái chiều sâu mà hoặc là những cái kỹ thuật cần thiết để phát triển con rúi. Như còn đối với tôi đây, khi bà con mà đến với trang trại thì tôi sẽ tư vấn cho bà con từ những cái khâu nhỏ nhất là từ khâu làm chuồng trại và đến những cái kỹ thuật, thứ nhất là ghép đôi hay chăm sóc hay là nhận biết những cái bệnh thường gặp thông thường của con rúi. Đối với những người kỹ thuật chuyên sâu như tôi thì nhất là chia sẻ cho bà con, nhất là khi phát triển con rúi ma đào Thái Lan nó phải nắm được những cái yếu tố gì. Thứ nhất là ghép đôi sinh sản, thứ hai là chăm khi quá trình rúi sinh sản ra, tránh tình trạng rúi cắn con hoặc là không cho con bú, dẫn đến tình trạng là rúi có thể cắn con, thế là hao hụt, có thể ảnh hưởng cái kinh tế của bà con. Để chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan thành công thì khâu chọn con giống là quan trọng nhất. Theo anh Hưu, khi đi chọn giống, bà con nên bắt những con rúi có độ tuổi từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 6 trở lên, vì ở cái lứa tuổi này, chúng đã đủ cứng cáp và ăn uống ổn định. Ngoài ra, anh Hưu cũng lưu ý thêm, khi bà con bắt rúi giống thì nên bắt những con rúi được có tháng tuổi lớn hơn rúi cái từ 2 đến 3 tháng. Còn vì sao lại phải bắt như vậy? Thì tiếp theo đây, anh Hưu sẽ chia sẻ chi tiết tới quý bà con như sau.
Như bà con đã thấy, để phát triển chăn nuôi con động vật gì cũng thế, cái khâu chọn giống nó rất là quan trọng. Đấy là cái khâu quyết định để đánh giá thành công hay không. Thì đối với những con rúi mã đào Thái Lan, tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm của tôi để khi bà con đi chọn giống. Đối với khi bà con đi chọn giống thì đối với những cái tháng tuổi bà con thường mắt thì để nuôi được thì sẽ là 5 đến 6 tháng, là những tháng tuổi đã cứng cáp và răng đã vàng, ăn uống ổn định. Nhưng khi bà con bắt những cái con cái mà ở độ tuổi 5 đến 6 tháng thì con đực, tôi có một lời khuyên bà con có thể bắt những con đực nó cao hơn tháng tuổi con cái, nó cao hơn từ 2 đến 3 tháng. Thứ nhất là đối với con động vật thì đối với con rúi thì thường thường con cái nó sẽ phát dục trước con đực. Nên khi mà bà con bắt nó cùng tháng tuổi, con cái nó phát dục nó lên giống mà thì con đực nó lại chưa đủ cái tháng tuổi mà để nó phối được, thì lúc đó thì lại gây lại chậm trễ cái quá trình phối giống của bà con. Đối với khi bà con chọn con rúi thì đối với con đực thì bà con nên chọn những con đực, thứ nhất là người dài to, đấy, bàn chân dài to, thì những con đực đấy là những con đực phối rất là tốt, đặc biệt là hai cà phải to đều bằng nhau, bộ phận sinh dục không bị khuyết tật, để đảm bảo cho việc phối giống và sinh sản. Còn đối với con cái thì bà con nên chọn những con mà người dài, bụng thon và có những hàng ti đều, mắt sáng kinh nhanh, bộ phận sinh dục không bị khiếm khuyết để đảm bảo cho việc sinh sản. Trong nhiều năm anh Hưu Nhân nuôi và phát triển con rúi má đào Thái Lan thì anh thường nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con trên cả nước. Và trong đó có hai câu hỏi mà có lẽ sẽ có nhiều bà con quan tâm nhất hiện nay, đó là rúi lên giống sẽ có biểu hiện như thế nào và cách ghép đôi rúi cái và rúi đực ra sao. Thì để giải đáp hai câu hỏi trên thì xin mời bà con cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Hưu ngay sau đây. Rất nhiều bà con bắt tay vào nuôi con rúi mã đào Thái Lan thì có đặt những cái câu hỏi là chăn nuôi khó không, khi ghép đôi khó không, cái biểu hiện nên giống của con rúi nó như thế nào, ghép có dễ không. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với bà con cái kinh nghiệm của tôi sau 3 năm mà tôi đã ghép và cho sinh sản con rúi mã đào Thái Lan. Thì đây, như bà con nhìn thấy đây, đây là một con rúi mã đào Thái Lan đang có biểu hiện lên giống đây. Như bà con thấy đây, nó sẽ kêu gào và đứng dựng cào chuồng, có thể chạy chung quanh chuồng và phát ra những tiếng kêu rất là to. Lúc này thì bà con có thể là xách lên, bà con kiểm tra bộ phận sinh dục, nếu như thấy bộ phận nó đã lở và căng và nó chuyển sang màu hồng nhạt thì lúc đó bà con có thể tiến hành bà con thả đực. Nhưng khi bà con thả đực, bà con phải theo dõi cho tôi ít nhất là từ 30 phút đến 1 tiếng, tránh tình trạng có thể là con đực nó không chịu phối cho con cái hoặc dẫn đến tình trạng không may cắn nhau, thì bà con phải tách ra và bà con chuyển sang con đực khác, tránh trạng để nó cắn nhau lâu có thể là gây hao hụt con giống của bà con hoặc là bị sứt sẹo, nhìn nó sẽ mất cái thẩm mỹ của con rúi. Khi trong quá trình ghép đôi, thường thường những con rúi cái nó sẽ vịnh thẳng cái đuôi lên và lùi thẳng vào mặt con đực. Lúc đó là con cái đã rất là chịu. Khi bà con thấy con đực mà đã có giao phối thì lúc đó trong khoảng từ thời gian là từ 5 ngày đến 7 ngày, bà con có thể kiểm tra bằng cách là có thể là xách con rúi lên, bà con kiểm tra có thể thấy những cái hạt màu trắng như hạt trắng đục như hạt gạo, nó rất là dai, nó động ở bộ phận sinh dục của con cái và có biểu hiện cái chân ti nó có thể là dài, nó có thể là to và có thể là rụng dần những cái vòng cái lông ở chung quanh cái vòng ti, thì lúc đó tỷ lệ đậu bầu là 100%, là đạt bầu của bà con. Có thể là cứ nghe theo cách tôi hướng dẫn để bà con kiểm tra con rúi bầu là một cách tốt nhất. Sau khi bà con ghép đôi sinh sản và cho tách những con cái và con đực ra những cái ô mà để đợi trong quá trình đợi sinh sản, thì đối với con cái bà con lên đánh dấu và con đực bà con nên đánh dấu lại. Tại sao tôi nói đánh dấu? Thì đánh dấu là để bà con còn nhận biết được con đực trong quá trình của con cái, mà khi con cái mà đẻ ra từ 5 con đến 6 con thì lúc đó bà con có thể đánh giá là con đực này là có những con đực chiến và những con đực tốt, bà con có thể khai thác con đực đấy nhiều hơn. Thì khi đối với những con cái mà đã tách ra để theo dõi đậu bầu thì bà con phải có một cái chế độ ăn nó cũng phải hơn hẳn, để khi con rúi nó đẻ con ra nó có sữa và nó tránh tình trạng nó mất sữa để dẫn đến tình trạng là không cho con bú hoặc là dẫn đến tình trạng cắn con. Thì đối với cái thức ăn để bổ sung cho những con rúi đang đậu bầu, bà con có thể là thứ nhất là cho ăn thêm cái cám của lợn đẻ, cái cám rất là tốt, cái cám nên nó kích sữa rất là nhanh, và bà con có thể bổ sung tăng ngô tươi, tăng mía, cộng thêm bà con có thể là bổ sung cho rúi những cái vitamin tổng hợp hoặc canxi. Đấy, hoặc là khi rúi đã đang sinh trong quá trình là sinh sản mới xong thì bà con có thể là cho rúi uống thêm những cái sữa, có thể là bà con uống thêm những cái sữa của dành cho những con chó, con mèo, nó rất là tốt, giúp cho nó kích ra cái sữa của con rúi nó rất là nhanh. Đối với nguồn thức ăn của rúi, anh Hưu chia sẻ, rúi má đào Thái Lan là loài thuộc họ gặm nhấm, nên nguồn thức ăn của chúng khá là đa dạng, rẻ tiền và rất sẵn có tại các vùng nông thôn. Các loại thức ăn của rúi chủ yếu là thân tre, thân mía, ngô tươi, thân cây sắn, thân cỏ voi, củ khoai lang. Trong đó, thân tre là thức ăn chính của rúi, được dùng thường xuyên trong các bữa ăn. Cũng theo anh Hưu,
những năm gần đây thời tiết có sự thay đổi thất thường, nên trong quá trình chăn nuôi dúi, bà con nên thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của chúng. Nếu phát hiện sớm dúi có những biểu hiện không tốt về sức khỏe, thì bà con cần có các biện pháp khắc phục kịp thời. Vậy làm thế nào để nhận biết được dúi bị bệnh và cách khắc phục ra làm sao? Thì xin mời bà con cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của anh Hiu. Đối với thức ăn của dúi thì nhà tôi đang sử dụng đó chính là mía và ngô tươi, thân cây sắn, thân cỏ voi, khoai lang và tre. Tre là cái thức ăn chủ yếu mà hiện nay tôi đang sử dụng suốt ngày để cho dúi ăn hai bữa. Bữa nào cũng phải có tre. Thì đối với tre thì bà con tránh cho tôi là thứ nhất là dùng những cái tre nó quá mỏng hoặc quá non. Non thì nó rất là đắng mà dúi nó chỉ tước nó không ăn. Bà con nên có thể là sử dụng những cái tre gai vì nó rất là dày thịt. Thì dúi nó ăn thì nó giúp rất tốt cho cái đường tiêu hóa của con dúi. Khi bà con đi chặt tre hoặc cho dúi ăn thì tránh tình trạng là chặt vào cái giời mưa. Tránh tình trạng là ngấm những cái nước axit vào nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của con dúi. Còn đối với mía thì khi bà con cho ăn thì bà con có thể nạo giúp tôi những cái vỏ ngoài, tránh tình trạng những cái sâu hoặc những cái con bọ nó bám vào gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con dúi. Còn về ngô tươi thì bà con cũng nên chọn những cái ngô mà nó sạch sẽ. Đây, những cái ngô, miếng ngô này tôi đang cho dúi ăn đây. Ngô dùng là ngô mình ăn lẩu luôn đấy, ngô rất là sạch sẽ để giúp đảm bảo cho cái đường tiêu hóa của con dúi. Khi bà con cho ăn thì cái thời tiết nó thay đổi thì bà con phải nắm được cái sức khỏe của con dúi và bà con biết cách cho ăn làm sao cho hợp lý. Thứ nhất là con dúi đủ dinh dưỡng mà con dúi phải phát triển tốt, mà thứ hai là giảm thiểu tối đa những cái bệnh thường gặp về cái đường tiêu hóa của con dúi. Thì khi bà con cho ăn thì bà con nên quan sát kỹ cái phân của con dúi. Khi mà bà con thấy phân của con dúi nó to thành khuôn thì lúc đấy là con dúi đang rất là khỏe mạnh và đang rất là đủ. Và khi bà con thấy dúi có biểu hiện mà cái phân nó có độ ẩm nó cao thì lúc đấy bà con thể giảm ngô giảm mía cho tôi, vì lúc đấy là cái lượng nước của con dúi đang thừa. Còn khi mà phân mà có thể là cứng táo bón hoặc bà con bóp vào nó không vỡ ra thì lúc đó là dúi bà con đang có tình trạng thiếu nước. Bà con có thể bổ sung, có thể tăng mía tăng ngô tươi hoặc bà con có thể bổ sung nước điện giải cho dúi. Khi bà con mà để tình trạng kéo dài có thể dẫn đến dúi nó sẽ bị cọc dần, nó sẽ không lớn, nó chậm lớn. Nó thế là nó sẽ không lên giống được và ảnh hưởng đến quá trình phát triển con dúi. Trong quá trình chăn nuôi thì đối với những cái con động vật thì không một con động vật nào là không có bệnh. Nhưng mà khi bà con nắm được những cái kỹ thuật, thứ nhất là phòng. Tại sao tôi nói là phòng là phòng từ xa. Đấy, còn khi mà đến cái mức chữa thì lúc đấy là lại phải chuyển sang một cái kỹ thuật khác. Thì khi để phòng tránh làm sao tốt nhất thì bà con lại phát hiện con dúi một cách sớm nhất khi bà con chăm sóc. Thì đối với những cái bệnh thông thường con dúi hay gặp thì thường nó chỉ là những cái bệnh về cái đường hô hấp và với đường tiêu hóa. Thì đối với những cái bệnh thông thường với những cái đường hô hấp thì đấy là do bà con có thể là cửa giả, bà con có thể chuồng dúi bà con đóng không cẩn thận hoặc bà con có thể để gió nó lùa trực tiếp vào mặt con dúi thì nó sẽ gây ảnh hưởng và nó sẽ có những cái bệnh về cái đường hô hấp. Chẳng hạn những cái biểu hiện thường gặp có thể đầu tiên sẽ là hắt xì, thứ hai có thể là ướt mũi ướt cằm, thứ ba nặng hơn có thể dẫn đến ho. Thì cái bước đầu tiên thì bà con có thể là dùng đến những cái thuốc phòng, bà con có thể nhỏ cho tôi, thường nhỏ từ 2 đến 3 ngày, ngày 2 lần là dúi sẽ ổn định lại. Còn về cái đường tiêu hóa thì khi cái nguồn thức ăn mà bà con không rõ nguồn gốc hoặc là bà con cho thức ăn nó không đảm bảo nó bị hỏng thì đương nhiên lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa. Thì cái nhận biết dễ nhất là bà con có thể quan sát vào phân, khi thấy con phân con dúi nó có thể là bị lỏng hoặc hơi có mùi thì lúc đấy bà con nên tiến hành tách con dúi ra và có thể có một chế độ ăn khác. Có thể bà con cho ăn khoai lang hoặc cho ăn tre không, và bà con cho uống thuốc phòng, thứ nhất là giúp dúi ổn định lại cái đường ruột, xong sau một thời gian bà con lại cho ăn lại như bình thường. Khi lúc đó dúi đang bị như thế mà bà con lại vẫn cho ăn mía cả ngô, cái lượng nước nó vào nó thừa ra thì nó sẽ nặng hơn, dẫn đến đi ngoài, nó sẽ gây, có thể nếu như bà con mà chưa có kinh nghiệm mà để lâu không phát hiện có thể gây hao hụt con giống cho bà con. Với quy mô các trang trại chăn nuôi dúi má đào Thái Lan sinh sản đã và đang được mở rộng trên khắp cả nước, nên bên anh Hiu hiện có dúi giống với nhiều tháng tuổi khác nhau, từ tách mẹ cho đến dúi trưởng thành, dúi bố mẹ. Đồng thời giá con giống cũng rất là phù hợp với từng điều kiện của bà con. Vậy giá dúi giống hiện đang là bao nhiêu? Thì ngay sau đây, anh Hiu sẽ công khai bảng giá con giống để bà con tham khảo. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi video. Rất nhiều bà con thì khi muốn bắt tay vào chăn nuôi con dúi má đào Thái Lan thì luôn luôn đặt câu hỏi là con dúi nó mang lại kinh tế có cao không và giá con dúi có đắt không. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với bà con, đối với con dúi má đào Thái Lan hiện nay tôi đang nuôi và đang phát triển một năm sinh sản là 3 lứa, mỗi lứa sẽ dao động là từ 3 con đến 7 con, vì con dúi nó có 10 vú nên nó đẻ rất là sai. Đấy, khi bà con mà đối với những bà con mà còn đang hỏi là con dúi này đem lại kinh tế như thế nào
Thì đối với một con mẹ mà sinh sản đều đặn một năm ba lứa, mỗi lứa từ 4 đến 5 con, thì một năm cũng phải để ra cho bà con từ 17 đến 20 triệu đồng trên một con nái mẹ. Đấy, thì đối với những cặp dúi giống hiện nay nhà tôi đang cung cấp cho bà con, thì đối với những cái tháng tuổi nhỏ, thì hiện nay đối với những cái tháng tuổi tách mẹ là từ 2 tháng 3 tháng, hiện nay tôi đang cung cấp cho bà con là từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng trên một cặp. Còn đối với những cái cặp mà để nuôi ổn định là từ 4 tháng đến 6 tháng, thì hiện nay tôi đang cung cấp cho bà con là từ 4 triệu đến 5,5 triệu đồng trên một cặp. Còn đối với những cặp trưởng thành là sẽ dao động là từ 7 tháng đến bố mẹ, thì hiện nay tôi đang cung cấp cho bà con là dao động từ 6 triệu rưỡi đến 10 triệu trên một cặp, tùy những cặp bố mẹ và đã ghép đôi và đã sinh sản bao nhiêu nứa trở lên. Vậy là sau những chia sẻ của anh Hiu về một số kinh nghiệm trong chăn nuôi con dúi má đào Thái Lan, nếu quý bà con nào có những thắc mắc còn chưa hiểu thì hãy liên hệ ngay cho anh qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình, hoặc bà con cũng có thể đến tham quan một trong những trang trại lớn của anh Hiu ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, để được tư vấn kỹ hơn về cách chăm sóc dúi má đào Thái Lan sinh sản. Đối với bà con mua dúi giống tại trang trại, anh Hiu sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu thương phẩm sau khi bà con đã chăn nuôi đã thành công. Vừa rồi là những kinh nghiệm tôi đã chăn con dúi má đào Thái Lan lâu năm và đã chia sẻ cho bà con. Cũng rất mong muốn bà con có thể gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn cho bà con, thứ nhất là giúp bà con nắm được những cái kỹ thuật thiết yếu để phát triển con dúi má đào Thái Lan. Khi bà con đã nắm được những cái kỹ thuật thiết yếu thì tôi cũng sẽ cung cấp con giống cho bà con. Khi cung cấp con giống cho bà con thì trang trại tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Thứ hai là chia lại những cái kỹ thuật và có những quyển sách hướng dẫn bà con tận tình, chu đáo để bà con phát triển con dúi má đào Thái Lan thành công. Khi bà con còn lo ngại về cái đầu ra thì tôi chia sẻ luôn, thì đối với trang trại lớn như tôi thì bao tiêu khắp cả nước, kể cả những bà con đã mua con giống của trại tôi hay không mua con giống của trại tôi, trang trại cũng đều bao tiêu lại cho bà con với cái giá tốt nhất giúp bà con mang lại kinh tế. Thì hiện nay khi cung cấp con giống thì tôi có một cái hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con là 15 đến 15 năm tùy những bà con ký, và có hai mức giá, là một là theo thời giá, hai là cố định. Và đối với giá con giống thì tôi đang bao tiêu là từ 2 tháng đến 6 tháng là giá con giống. Còn đối với chế độ bảo hành con giống của trang trại thì khi con giống của trang trại tôi là tại trại sinh sản ra, con giống rất là khỏe mạnh, thì tôi dám khẳng định là bảo hành 2 tháng cho bà con yên tâm, bà con chăn nuôi. Nếu như khi bà con cần tư vấn hoặc học hỏi kinh nghiệm gì có thể liên lạc trực tiếp cho tôi và tôi sẽ tư vấn cho bà con.